Hello, Tâm Cúc xin kính chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Cúc Channel hôm nay. Trong cái chương trình hôm nay, Tâm Cúc xin gửi đến cho quý vị hai cái mẫu chuyện rất là ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người. Ai cũng có cái cuộc sống giống như hai cái mẫu chuyện này, đó là nói về vấn đề hôn nhân, kính thưa quý vị. Và trong cái chương trình hai cái mẫu chuyện hôn nhân hôm nay nó ngộ lắm quý vị, một cái nó xuôi và một cái nó ngược. Giống như là một chuyện mà người ta khuyên là trước khi mà vợ chồng mà có xích mích mà muốn ly hôn với nhau á, thì nghe cái mẫu chuyện này có thể suy ngẫm lại và có thể hàn gắn lại hay như thế nào đó, là cái mẫu chuyện thứ nhất. Và cái mẫu chuyện thứ hai thì nó ngược lại, là người ta cũng viết ra một cái mẫu chuyện nói về nếu mà cái tình trạng mà cái đường đời thì nó còn dài ấy, nếu mà vợ chồng mà không có thuận thảo suôn sẻ thì mình cũng nên suy nghĩ và cho đối phương có một cái cuộc sống mới, một cái hạnh phúc mới. Đó là một cái vấn đề của hai mẫu chuyện hôm nay. Tâm Cúc xin phép tắt xuống. Và trước khi vào hai cái mẫu chuyện rất là hay và ý nghĩa hôm nay thì cho Tâm Cúc xin phép tám một tí xíu trước là nói về thế nào gọi là hạnh phúc. Thì Tâm Cúc vừa có nhận được của một anh gửi cho Tâm Cúc qua một cái vài lời tâm sự cũng rất là hay và rất là hợp với hai cái mẫu chuyện Tâm Cúc muốn kể cho quý vị nghe hôm nay. Đó là nói về cái vấn đề là thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái tự cái tâm của mình cảm nhận được hạnh phúc. Kính thưa quý vị, giống như là có người thì rất là hài lòng với cuộc sống của mình, giống như là thích những cái buổi sáng của mình ra mình ngắm những cái bông hoa đơn giản, bông hoa nghe chim hót, rồi những cái cây hoa lá cạnh là vậy đó, rồi thưởng thức một cái chén trà, một ly cà phê, rồi vậy đó, là xem hoa lá, rồi ngắm mây trời, rồi tối thì ngắm mây gió trăng sao vu vơ vậy đó, cuộc sống rất là bình yên và thư thái, người ta vẫn thấy được cái sự hạnh phúc ở trong cái đó, người ta không có nói là người ta buồn, thưa quý vị. Giống như có người thì ta dại thì ta tìm cái nơi quan vắng, còn người ta khôn thì người ta tìm cái chốn lao sao. Nó là như vậy. Thì trong cái đây là nói về cái người giống như là mình an phận với những cái gì trong cái cuộc sống mình đơn giản nhất có thể mà mình chấp nhận được, đó là đủ để cho mình cảm thấy hạnh phúc đó quý vị. Còn có một cái kiểu người nữa thì không có ở yên được, giống như là ok, tôi muốn đi đâu đó du lịch, muốn đi đâu đó thăm người thân, muốn đi đâu đó thăm người yêu, muốn đi đâu đó vòng quanh thế giới, nói chung là đi nước này nước kia hay là đi du lịch cảnh này cảnh kia đủ thứ hết. Thì những cái điều đó nó mới làm cho cái người đó được hạnh phúc. Cái người đó cảm thấy hạnh phúc khi mà mình dầm mưa giải nắng để mà đi được đến địa phương này, đi đến nơi kia để mà mình tham quan phong cảnh nào đó. Người ta cảm thấy đó là một cái điều cho người ta hạnh phúc. Thì nó khác hơn cái người đầu là an phận, là cảm thấy hạnh phúc với những cái bông hoa lá cành và chim hót hay là mây gió trăng sao, ví dụ như vậy. Thì bên cạnh đó, hai người đó thì cũng có một cái người thứ ba, đó là một cái người mà suốt ngày chăm chỉ kiếm tiền. Gọi là tối ngày kiếm tiền, không mà kiếm tiền làm thế nào để mà mỗi một cái buổi tối tối mà đổ tiền ra để mà đếm, đếm ngày nay mình buôn bán mình thu nhập nhiêu là mình đổ tiền ra mình bán. Là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc với cái mình đổ tiền ra mình đếm, đếm hàng ngày đó, thưa quý vị. Đó là người, mỗi một người có một cái niềm vui và một cái hạnh phúc riêng. Khi mà mình cảm giác cái nào đó đem lại cho mình hạnh phúc thì mình cứ tiếp tục phát huy, chỉ vậy thôi. Còn như riêng Tâm Cúc thì em nghe cái này em mới tám là em thấy em giống cái vế đầu đó, thưa quý vị. Em cũng là người sống rất là đơn giản, một buổi sáng trong một cái bình trà ra cúng cho ba với em một ly cà phê đá, là ra ngoài giường rồi cái ngồi ghế băng ghế đá đó, rồi thưởng thức trà cà phê và ngắm những cái bông hoa nó nở với nhau, sáng sớm là có bông hoa mới nó nở rất là thơm thơm thoang thoảng, hoa nguyệt quế hay là hoa trầm hương hay là hoa này kia nó rất là thơm, nó hồng rồi đó quý vị. Thì cũng có tiếng chim hót luôn, chim từ đâu nó cứ bay về mấy cái nhánh bông hoa giấy bông này kia đó, thì mình rất là mình cảm thấy cái đầu mình nó thư thái lắm. Mặc dù mình ngồi ngên mình chứ không có ai nữa trơn, nhưng mà mình vẫn thấy mình được hạnh phúc với những điều đó. Và những buổi tối thì giống như cái người này gửi cho em cái tin này là buổi tối thì vẫn ngắm trăng được quý vị. Được cái hay là cái nhà em ở cái hướng nó cũng rất là ok, là sáng em ngắm được cái hướng phía trước,
nửa đêm thì em hẳn ngắm được ở trên cái giếng trời em á, nó có khoảng trống gì nè, tới chừng trăng mà nó đi ngang giếng trời á, thì nó ngừng lại đó, thì ở trong nhà giữa nhà em vẫn nhìn lên thấy trăng được. Và khi mà về xế khuya khuya gần chút thì trăng nó ra phía sau lưng, thì em lại nhìn ra cửa sổ trong phòng em ra thì trăng ở phía sau lưng, rất là lãng mạn luôn. Đó là một cái điều mà em cảm thấy à, em được hạnh phúc rồi, hạnh phúc với những gì em đang đang có như vậy, và em chấp nhận. Em đừng có nhìn tới là à tôi chưa có chồng, tôi chưa hạnh phúc. Khoan, đừng nhìn tới khúc đó, mình nhìn tới cái mình hạnh phúc hiện tại đi. Nếu đâu có chồng mình sẽ hạnh phúc hơn nữa thì khúc đó mình sẽ kể sao. Đó là bây giờ là em tám trước là thế nào là hạnh phúc, thì mỗi một người có một cái hạnh phúc riêng cho mình như vậy. Và bây giờ vô cái mẫu chuyện hết thưa quý vị. Bây giờ cái mẫu chuyện thứ nhất là nói là mình hạnh phúc mà trước khi mà mình muốn vợ chồng mà muốn ly hôn á, giận hờn nhau mà kiểu như là âm ỉ mà khó nói ra đó, thì đến một ngày cũng quyết định ly hôn đó, thì mình nghe cái câu chuyện này mình cũng thấy là xót xa trong lòng. Thì Tấm Cúc xin phép kể như quý vị ha. Thì có hai vợ chồng của cái anh này cũng rất là, lúc đầu thì họ thương nhau lắm, nhưng không biết dần dần về sau thì anh này anh cứ đi làm hoài đó, thì cũng khá giả lắm. Thì gia đình cũng ngon lành và có một cái cậu con trai cũng học cấp 1. Thì khi mà anh này anh đi làm ở công ty á, một khoảng thời gian sau thì hai vợ chồng rất là lợt lạc với nhau. Đôi khi mà cả tháng trời vợ chồng còn chưa có ân ái với nhau, gọi là quên luôn cái sự mà ôm ấp lãng mạn, hôn hít nhau như cái thuở ban đầu. Kiểu như là ok, nhà thì nhà chung, bổn phận tôi là chồng, em là vợ. Còn mà cái chuyện mà trao cho nhau những cái tình cảm cần có của vợ chồng á, thì hầu như càng ngày nó càng lạc lõng đi à. Nó không còn những cái cảm giác đó nữa. Rồi ngủ thì mạnh ai nấy ngủ, kiểu như lên giường là cảm thấy người nào cũng cảm giác là mệt mỏi rồi ngủ, không có quan tâm tới nhau. Thì đến một ngày anh này anh làm ở công ty, ảnh có quen một cái cô này, một cái cô gái trẻ hơn. Thì ảnh quen và ảnh ăn ở với cô đó giống như là vợ chồng mà lén lút với nhau á. Thì cái kiểu mà không có còn ăn ở với vợ nữa, kiểu như ly thân vậy đó quý vị, lo ở với cô kia thôi. Mà ở với cô kia biết rồi cũng mê đắm cô kia dữ lắm luôn. Thì đến một ngày cô đó mới nói với anh này là nếu mà bây giờ mà anh sống với em như thế này thì anh hãy ly hôn với cô vợ lớn đi, để mình chính thức ở với nhau. Chứ bây giờ mình cứ lén lút như thế này mà trong khi anh sống với cô vợ thì cũng không có được hạnh phúc. Thì anh chàng này anh nghe cũng có lý. Tại vì mình sống với vợ nhiều năm nay mà bây giờ mình không còn cảm giác yêu thương gì trơn á, mà mình sống gì khổ tâm quá. Mình chỉ vì đứa con thôi chứ mình khổ tâm lắm. Bây giờ mình yêu cái cô này, bây giờ chắc là phải ly hôn để mà sống với cái cô đặng mà mình cưới cô mình đang yêu, mình đang ở hiện nay, cho mình rất là nhiều cảm giác. Thì một bữa nọ anh đi làm về tới chiều, thì cái cô vợ ở nhà thì cổ tuy là lạc lõng với chồng, chồng lạc lõng dữ lắm, nhưng mà cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô vẫn hàng ngày vẫn nấu ăn đợi chồng về, nấu cơm để chồng, đợi tới chiều chồng về cho chồng ăn. Thì hôm nay cô cũng vậy, cô vẫn nấu cơm và để đó đợi chồng về, úp cái lồng bàn lại để mà đợi chồng về ăn. Cô ngồi trên bàn đó, khi mà ông chồng ông về á thì ổng hầm hầm cái mặt ổng mà ổng nói bữa nay chắc tôi không ăn cơm đâu, mệt mỏi quá. Thì cô này có nói em đợi anh từ chiều giờ nè, anh ăn miếng đi để em làm nóng lại rồi mình ăn. Ông đã nói thôi em ăn thì ăn đi, tôi không ăn đâu. Thế cô này có mới nói sao anh kỳ vậy, anh ăn miếng đi em đợi anh nè, em bữa nay em có làm cái món anh thích nữa nè, anh ăn đi em đợi nè, ăn chung cho vui. Ông đã nói thôi vui cái gì nữa, hôm nay thì thôi bây giờ sẵn đây anh xin ngồi xuống anh nói chuyện với em tí. Anh thấy gần đây là vợ chồng mình không có còn mà hòa thuận với nhau, không có ăn ngủ nghỉ nhau nữa trơn. Ngủ thì có ngủ chung nhưng không có cái chuyện vợ chồng nữa. Anh thấy cũng thương em và cũng thương anh, cho nên thôi bây giờ mình giải thoát cho nhau. Anh tính là thôi mình ly hôn nha. Bây giờ mình ly hôn đi, để em còn có cái tương lai của em. Anh cũng vậy, chứ bây giờ hai vợ chồng sống chung với nhau mà kiểu này là nó hành anh và hành em biết rồi chết. Thì cái cô này cũng nói sao anh đòi ly hôn vậy, anh có lý do gì mà để đòi ly hôn trong khi mà mình như vậy, nhưng mà em cũng đâu có nói gì đâu, tại sao ly hôn, con mình nó còn nhỏ, nó còn mới học cấp 1 và ly hôn vậy khổ con mình lắm, anh suy nghĩ kỹ lại đi. Thì cô anh này anh nói suy nghĩ kỹ lắm rồi, tại có đứa con nhỏ anh mới đợi tới ngày hôm nay anh mới nói,
Chứ nếu không là từ lâu rồi em thấy vợ chồng mình đâu có giống vợ chồng ai đâu, không có yêu thương gì nhau hết trơn, biết là lạc lõng quá. Cái cô này cổ buồn lắm, cổ mới không nói gì, cổ nói thôi anh ăn cơm đi, cổ cũng làm cơm, cổ nói thôi vậy anh ăn chén cơm đi rồi đi ngủ cho khỏe, có gì mình tính sau. Thì anh này anh thấy vậy cái anh cũng ngồi xuống cái ăn cơm, lúc này nghe cô nói vậy cái ngồi xuống cũng ăn chén cơm, cô cũng ăn chén cơm xong cái đi ngủ, ngủ sáng hôm sau cô suy nghĩ dữ lắm. Anh đi làm tới chiều về cái cô mới nói em nghe anh nói ngày qua em đã quyết định rồi, em cũng có ý kiến như thế này, bây giờ thôi anh muốn ly hôn để giải thoát cho anh thì em sẽ giải thoát cho anh, nhưng mà trước khi mình ly hôn anh có thể làm một điều kiện này giùm em không, một điều kiện này 1 tháng thôi rồi em sẽ ký giấy ly hôn để cho con mình nó được vui. Anh đã nói điều kiện gì em nói coi, bây giờ ly hôn đi rồi anh để nhà cửa cho em hết anh dọn ra ngoài anh dọn lên công ty anh ở, em khỏi có lo hết trơn. Cô lại có nói cái chuyện nhà cửa rồi đó em cũng không có màng tới, em muốn anh là trong vòng 1 tháng anh làm cho em một điều kiện giống như thuở ban đầu. Anh cho em nói thuở ban đầu là như thế nào, cô này có nói là thuở ban đầu là ngày anh cưới anh về á, là anh ẵm em, anh bế em lên từ phòng khách, anh bế em lên vô phòng ngủ, anh bế em từ phòng khách vào phòng ngủ, thắm thiết tình vợ chồng lắm. À bây giờ còn 1 tháng mình sẽ ra tòa ly hôn, mình sẽ ký giấy ly hôn, thì em muốn anh á trong vòng 1 tháng này á, mỗi buổi sáng á trước khi đi làm á anh có thể bế em từ trên giường đi ra tới phòng khách rồi anh để em xuống ghế sofa đó, để cho con trai mình nó thấy ba mẹ vẫn rất là hạnh phúc với nhau. Thì sau 30 ngày là 1 tháng á, em sẽ ký giấy ly hôn cho anh tự do. Anh ấy nói trời ơi ly hôn mà còn bày đặt bài vẽ màu mè nữa. Cô này có nói em muốn điều đó, anh có thể giúp em được lần cuối trong vòng 1 tháng, anh có thể mỗi một buổi sáng trước khi đi làm anh bế em từ trong phòng đi ra tới phòng khách, anh để em xuống ghế sofa là được rồi, rồi anh đi làm chỉ vậy thôi. Thế anh này anh nói ừ thì cũng được nữa, thì thôi lần cuối cùng là anh sẽ chiều em thì thôi vậy đó. À, bắt đầu từ ngày bữa nay hay là ngày mai, cô này có nói thôi bắt đầu từ ngày hôm nay luôn đi anh. Thì anh này anh nói là ok là tới sáng này, sáng ngày mai là bắt đầu ngày đầu tiên ha. Thì tới sáng anh này anh đêm đó buổi chiều đó anh về là hai chồng tính rồi, cho nên là cái đêm đó anh này anh mới chạy lại cái cô bồ nhí á, anh mới nói với cô bồ nhí là bây giờ là vợ anh á nó đã đồng ý là ký giấy ly hôn rồi, nhưng mà cô á cô đưa điều kiện cho anh là trong vòng 1 tháng sau cô mới ký, mà trong vòng 1 tháng này là mỗi một buổi sáng trước khi anh đi làm á thì anh bế cổ từ phòng ngủ mà đi ra tới với phòng khách ghế sofa để cổ xuống, giống như từ lúc mà lúc anh cưới anh có bế cổ từ phòng khách đi vô phòng ngủ, thì bây giờ làm như vậy. Thì cái cô bồ nhí này cô mới nói trời ơi đúng là màu mè thiệt, mà thôi cổ muốn làm trò gì cổ làm đi, trong vòng tháng sau thì anh cũng phải ký giấy ly hôn rồi, thôi kệ đi, coi như là giúp bả lần cuối vậy đi. Cô bồ nhí này cứ nghĩ là mình 1 tháng nữa là mình sẽ được chính thức rồi, tại vì cũng vậy thôi. Thì bắt đầu từ sáng hôm sau anh chồng này ảnh mới là đi làm mặc áo vest thắt cà vạt đồ êm lắm, bắt đầu mới nhìn qua cái giường thì thấy cô vợ đó, bắt đầu mới lại ẵm cô vợ để mà đi ra cái ghế sofa. Thì khi ẵm cô vợ từ ở trong giường mà đi xuống ghế sofa đi, thì anh lúc này anh bế cô vợ lên là anh nhìn cô vợ, anh thấy trên cái gương mặt cô vợ trên mắt này có nhiều cái nếp nhăn, thì anh mới sững lại, và trên đầu cô có mấy sợi tóc bạc. Lúc này anh mới sững lại và anh mới nói là trong lòng anh tự nói, anh nói trời ơi cái cảm giác rất là lâu mình không có ẵm vợ mình lên, mình không có bế vợ mình lên, thì ra rất là lâu nay mình cũng không có nhìn tới cái mặt của vợ mình. Không ngờ vợ mình á hồi mình cưới á cô vợ mình cũng rất là đẹp, da mặt cũng rất là thẳng nõn nà, mà hôm nay rất là nhiều nếp nhăn, tóc thì bạc, mà mình chẳng quan tâm gì tới vợ mình,
trong lòng anh cảm thấy xót. Khi mà bế vợ lên mới thấy là xót. Thì như vậy là một ngày, rồi cái anh mới nói thôi kệ đi, chuyện nó cũng hết rồi, duyên nó hết rồi, dù mình có xót cũng vậy thôi. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau, thì khi đi làm anh cũng bế vợ anh lên như vậy. Thì lúc này anh bế vợ lên, anh mới vợ anh mới nghiêng cái đầu của vợ vào ngực của anh, thì anh mới nhìn xuống như vậy, thì cái mùi hương bồ kết trên tóc của vợ anh nó mới lắc phắt lên. Anh mới cảm giác là cái sự gì đó nó ấm áp từ người vợ khi mà cô lòn tay qua, cô ôm anh sau lưng. Thế là anh ẵm cô đi xuống. Cứ ngày ngày như vậy, mỗi một ngày anh cảm giác là vợ anh càng lúc nó càng nhẹ hơn và lúc nó gọn hơn. Trước giờ thì không có ấm mà bây giờ cứ ấm, cứ bế lên gì đó thấy như vậy. Và cảm thấy một cái tình cảm thiêng liêng, cái mùi da thịt của vợ, lâu lắm mình không có ôm vợ. Hôm nay mình bây giờ mình ôm lại mình mới thấy có cái gì đó xao xuyến trong lòng. Khi mà ôm ra vậy thì cái đứa con nó chạy theo, nó nói bữa nay tới giờ là bố ẵm mẹ đi ra phòng khách rồi. Miệng ổng ẵm là nó chạy theo, nó vỗ tay bố giỏi, bố ẵm mẹ đi ra vậy đó. Thì cái người bố cũng cười và người mẹ cũng cười. Thế là cái chuyện đó nó kéo dài đi tới ngày 29. Ngày nào cũng vậy chứ anh cảm thấy rất là thấm thiết. Mỗi buổi sáng ôm vợ vào lòng, trước khi đi làm là ôm vợ vào lòng. Rồi tới ngày 29 qua tới ngày 30. Thì tới ngày 30 này là cái người chồng này ẵm vợ lên và bước đi không nổi. Bước đi kiểu như bước đi mà biết là ngày này ngày cuối cùng để mình ẵm vợ mình, cho nên bước đi không có nổi. Và cuối cùng bước đi thì anh nhìn xuống, anh thấy cô vợ mình rất là tiều tụy. Hôm nay cô rất là tiều tụy xanh xao và nhẹ hơn những cái ngày đầu mình ẵm cô rất là nhiều. Mà trên tóc cô vẫn có tỏa lên mùi bồ kết và cái gương mặt của cô rất là hiền diệu. Mình hôm nay mình mới nhìn thẳng vào gương mặt của vợ mình mới thấy cô rất là hiền diệu. Tự nhiên trong lòng anh chàng này trỗi lên một cái ý gì đó, nói là tại vì mình có lỗi với vợ mình quá. Trước giờ mình không bao giờ quan tâm tới cảm giác của vợ mình. Bây giờ một tháng nay mình ẵm vợ mình vào lòng, mình mới có cái cảm giác của cái người phụ nữ mà mình yêu. Mình yêu, mình cưới. Là tại sao mình đối xử với cô ấy như thế này? Tại sao mình lại bỏ rơi cô ấy như thế này? Trong khi con mình nó lẻo đẻo theo lưng, nó hoan hô vì bố ấm mẹ. Thế là khi mà anh chàng này để cô vợ lên cái ghế sofa rồi anh chàng đi đến công ty để làm. Thì hôm nay là ngày 30 rồi, nên cái cô vợ bé, cái cô vợ nhí đứng sẵn gần công ty đợi rồi. Đợi đặng mà anh này lại báo tin mừng là hôm nay ngày cuối cùng là ẵm cô vợ lớn để mà gali hôn, để mà đến hợp pháp với cổ đó. Thì lúc này cô đợi, thì anh này anh lái xe đi tới. Anh lái xe đi tới thì vừa bước xuống cái cô đó, cô bồ nhí, cô lại có nói anh, mọi chuyện xong hết rồi hả anh? Hôm nay bắt đầu là mình là coi như là thoải mái vậy đó, không có cái gì mà để mà lén lút nữa hết trơn á. Anh quyết định mà ký giấy ly hôn nhanh nhanh để mình đến với nhau nha. Thì cái anh này lúc này anh mới gạt tay cô này ra, anh gạt tay cô bồ nhí ra, xong rồi mới nói anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Cô này có nói, ủa anh xin lỗi gì vậy? Anh xin lỗi em. Chắc mình không đến với nhau được. Thôi mình dừng lại đi em. Anh thấy là anh không thể nào bỏ vợ của anh được. Trong một tháng nay, anh mới có lại cái cảm giác của vợ chồng. Khi anh ôm cô vợ của anh vào lòng của anh một tháng nay, anh mới thấy được cái tình cảm của vợ chồng ở trong đó. Trước giờ anh lạnh lùng, anh không có nhìn tới mặt của cô ấy nữa. Bây giờ như vậy thôi, anh xin lỗi em. Em còn trẻ, em tìm người khác đi. Cô này cô giận lên, cô nói anh nói cái gì? Anh ăn ở với tôi tới ngày hôm nay, tôi đợi anh tới ngày hôm nay mà anh nói như vậy. Anh chàng này anh nói là anh xin lỗi em. Thế là anh này lại bước vào trong xe, đóng cửa lại và lại chạy đi nữa. Không vào công ty mà chạy đi nữa. Thì để cho cái cô vợ bé này nè, cái cô bé này nè, cổ đứng cổ dặm dò, cổ la, cổ chữ sùm chạy đất hết trơn. Anh vẫn chạy đi. Và anh chạy đi lại cái tiệm bán hoa. Anh ghé vô anh mua một cái bó hoa. Anh mua bó hoa và cái shop hoa người ta hỏi anh muốn để chữ gì lên bó hoa không? Thì anh này anh nói là làm ơn để cho tôi lên cái chữ là anh muốn ẵm, anh muốn bế vợ suốt đời. Anh muốn hàng ngày được bế vợ suốt đời anh. Và để về tặng cho vợ. Nhưng mà khi về tính nhà thì mở cửa ra thì cô vợ không còn ở nhà nữa. Cô vợ có để lại miếng giấy trên bàn là anh hãy chăm sóc con của mình. Rồi là cô bỏ cô đi. Thế là cô
bỏ nhà cô đi, cô không lấy cái gì hết, cô bỏ cô đi. Mà cô đi ra ngoài thì cô lái xe đó quý vị, trong cái tâm trạng buồn bã và cô vừa khóc vừa lái xe, cho nên là cô bị da quẹt vô một cái xe ô tô khác. Thế là cô bị đập đầu, cô bị té xuống và bị chấn thương sọ não. Khi người ta đem vào bệnh viện, người ta mới điện cho cái người chồng hay, điện cho ảnh lại thì qua không khỏi, cô bị chấn thương quá nặng nên qua không khỏi. Thế là anh đã khóc và quỳ xuống và hối hận rất là lớn vì cái việc làm của mình, không quan tâm tới vợ, bỏ vợ và có nhân tình khác, cuối cùng đòi ly hôn để cho cô vợ phải là buồn, ấm ức và phải mà ra đi trong cái sự đau đớn như thế này, trong khi là cái cô vợ mình cũng chẳng có cái lỗi gì với mình hết trơn. Chỉ là tại mình không có quan tâm tới vợ thôi, mình không cảm giác được cái cảm tình của vợ chồng ở trong đây. Thế là anh chàng hối hận và anh chàng ở vậy nuôi con. Mãi mãi anh chàng nói là anh chàng chắc không thể nào lấy vợ được với cái ám ảnh này đã xuất hiện trong cái đầu anh. Đó quý vị, thì đây là cái mẫu chuyện mà nói về trước khi mà mình ly hôn, mình hãy suy nghĩ lại cái bắt đầu. Người ta nói là ly hôn thì suy nghĩ lại cái bắt đầu là như vậy. Bắt đầu mình ẵm cô vợ từ ở ngoài phòng khách đi vô phòng tân hôn. Nhưng mà khi ly hôn thì mình thử mình ẵm cô vợ từ trong cái phòng ngủ đi ngược với ra phòng khách, và mình có làm được điều đó không? Câu chuyện này cũng rất là hay. Và cái mẫu chuyện tiếp theo nói về cái vấn đề là sống với nhau á, mà ngược lại á, mà ly hôn á, nếu mà không có hợp với nhau á, thì cũng nên giải thoát cho nhau. Cái mẫu chuyện này nó cũng sao sao đó, thì để anh kể cho quý vị nghe như thế này. Có một cô gái cô nói là hồi đó cổ nhỏ cổ không biết, bây giờ cổ lớn lên cổ mới biết được cái câu nói của mẹ cổ là đời còn dài lắm, đời còn rất là dài. Thì cô kể là chuyện của hai vợ chồng, bố với mẹ, và bố với mẹ là một người rất là tốt, người nào cũng tốt hết. Mẹ cô là một người rất là kỹ tính, cái chuyện gì cũng kỹ hết trơn, thậm chí bà đi đổ rác mà cũng mặc đồ cho nó tôm tắt nữa, bà kỹ lắm. Nhưng mà cái ông chồng thì lại không kỹ, ông chồng thì rất là bề bộn, đụng đâu bỏ đồ đó tùm lum trơn. Và cô vợ nói hoài, cô vợ nhắc nhở là đừng bao giờ hút thuốc mà dục mấy cái tàn thuốc lên những cái chậu cây kiểng của em, chậu lan của đồ ông chồng, đừng có bao giờ dục lên hết trơn á. Nhưng mà cái anh này vẫn chứng nào tật nấy, thì cô này có nói hoài không được. Chuyện nhỏ xé ra to, đồ đạc lăn tùm lum hết. Đến một ngày cô chịu không nổi, giống như một người thì quá kỹ, một người thì quá bề hày, quá tùm lum, dẹp không nổi nên cô này cổ cũng không có tiếng nói chung nữa quý vị. Vợ chồng mà có một cái chuyện nhỏ chen vô là đã không có tiếng nói chung được rồi. Thì đến một ngày cô này cổ mới là xin ly hôn. Cổ mới nói với chồng là bây giờ là mình, em thấy là giữa vợ chồng mình không có hợp với nhau, thôi mình ly hôn đi anh. Thì cái anh chồng này ảnh không chịu, ảnh nói cái gì đâu mà ly hôn. Thì cô này cổ cũng nói là bây giờ cuộc sống mà em nói anh hoài không được, giờ mình cũng không có, kiểu như là mình sống cho có tình có nghĩa, chứ không có cái kiểu mà vợ chồng em thấy không có lãng mạn, em thấy không có được cái sự hạnh phúc ở trong cái cuộc tình này, thôi thì mình chia tay. Thì bà mẹ của cô này á, mới la cô này, nó bây giờ mày tìm mò kim đáy biển, mày không tìm ai được chứ, như cái người chồng của mày nó có hút thuốc, nó quăng tàn thuốc tùm lum, hay là nó có quăng đồ đạc bề bộn á, nhưng mà được cái nó làm việc ở ngoài rất là uy tín, lương cao, làm ngon lành như thế này mày tìm ở đâu ra nữa, mà mày đời thôi, mày đừng có ngu si dưỡng này kia đủ thứ hết trơn ở nhà la. Nhưng cô này quyết định, cô này có nói cái cuộc sống của con thì để con biết, bên ngoài nhìn vô thấy nó màu rất là đẹp, nhưng mà bên trong con mới biết cái cảm giác của con như thế nào, sống trong chung mới biết bên trong có gặn như thế nào, chung chăn mới biết chăn có gặn như thế nào, thì để cái cuộc sống con để cho con quyết định. Cô nói như vậy và cô quyết định ra tòa ly hôn. Thì khi đi ra tòa ly hôn á, đứa con gái này nó rất là buồn, nó rất là buồn tại sao mà ba với mẹ sống chung rất là tốt, ai cũng ngưỡng mộ, người ngoài ngưỡng mộ, mà lại ly hôn một cách rất là dứt khoát như thế này. Thì cô có hỏi mẹ tại sao mẹ ly hôn như vậy mẹ, thì người mẹ chỉ nói với cô con gái là con ơi, đời mình nó còn dài lắm con, như vậy đó, trả lời với cô con gái vậy. Còn bên ngoài mà bạn bè ai hỏi làm sao mà vợ chồng mày thấy ngon lành quá mà ly hôn, thì cô này cổ mới nói là giống như người ta nói, ủa sao bạn bè vợ chồng mày thấy ngon lành quá, bộ ông chồng mày có mèo hả, hay là ông chồng mày có vũ phu không, hay là có gì mà vợ chồng mày âm thầm ly hôn vậy. Thì cô này cổ nói không, chồng tôi ảnh rất là tốt, ảnh là người tốt, tại tụi tôi là kiểu như là không có thấy hợp với nhau, chắc hết duyên quá, chứ ảnh là một người rất là tốt. Cứ nói vậy thôi.
Và khi mà ly hôn xong thì tầm khoảng chừng 4 năm sau thì cô này cổ có quen một cái người đàn ông khác, thì họ tiến tới hôn nhân. Và cái cô con gái này mới kể là mẹ của cô quen một cái người dưỡng sao này, là cha dưỡng sao nè, rất là kỹ, rất là thương cô, đồ đạc cái gì cũng làm cho cô gọn băng hết trơn á, coi như là dọn sạch bóng hết trơn, hợp với cái người mẹ của cô này hết sức. Người mẹ cũng gọn mà cái người này cũng gọn, người mẹ làm cái gì cái người này cũng làm phụ. Ví dụ người mẹ mà vô bếp nấu cơm thì cái người chồng cũng tiếp rửa chén, đặt rau, người vợ quét nhà, người chồng cũng tiếp lau nhà. Nói chung là vợ chồng đồng cam cộng khổ, đồng đồng lòng hiệp sức đó. Thì như vậy, và đến khi mà cái cô người vợ này nè, cổ có lần cổ bị bệnh nhiều, cổ vào bệnh viện á, thì cái người cha dượng này nè vào nuôi và ngồi cái bên đọc những cái mỗi chuyện cho cô này có nghe cho cổ vui. Và cái cô bé nhỏ con riêng của cô này là nhìn thấy là trên đầu giường của mẹ mình lúc nào cũng có cái dĩa trái cây và gọt rất là sạch sẽ để cho mẹ mình ăn. Cảm thấy cái người cha dượng này rất là thương mẹ mình, và cảm thấy họ có những cái ánh mắt nhìn nhau rất là hạnh phúc, trìu mến với nhau. Hai người luôn có những cái nụ cười sảng khoái, trao cho nhau những cái gì đó mà cô bé này gọi là thì ra là mẹ mình nói đường đời còn dài, cho nên mẹ mình mới hạnh phúc. Ngày xưa mẹ mình sống với bố của mình chưa thấy mẹ cười mà cũng không thấy bố cười, nó cứ thấy cười với nhau lục đục hoài luôn. Còn bây giờ mình nhìn mẹ rất là hạnh phúc bên cái người cha tiếp theo, chắc đây là cái hạnh phúc của cái người mẹ. Người mẹ tìm được hạnh phúc nên mới thấy vui như thế này. Còn ba mình cũng vậy, đang quen với một cô kia, hai người cũng rất là thấy hạnh phúc và trẻ trung, dắt nhau đi chơi hoài. Đó là cái sự hạnh phúc của người ta. Còn sống chung mà cứ cự lộn với nhau hoài. Bây giờ cái cô con gái này mới chứng kiến được cái người mẹ và cái người cha dượng này rất là hạnh phúc, thì cô này mới hiểu được cái câu mẹ nói là đường đời còn dài lắm con. Giống như là cố ý của cổ nói là trong cái đường đời nó còn dài, tại sao mình phải khổ sở, mình phải cam chịu, mình sống với một cái người mà mình cảm thấy là không hạnh phúc, không mang đến cho mình được cái niềm vui, mà mình chịu chặn, mình sống cả cái cuộc đời mình. Cuộc đời mình chỉ có là một, chỉ có duy nhất, một lần sanh ra và một lần mất đi. Mà sanh ra là mình đã có rồi, còn chỉ có một lần duy nhất là mất đi nữa thôi. Tại sao mình không sống những cái tháng ngày nó đẹp đẽ, nó hạnh phúc bên cái người mà mình yêu, mà mình phải gồng lên mình sống bên cái người mình không yêu. Đó là một mẫu chuyện nói về nếu mà cái hạnh phúc mà thấy nó không có được suôn sẻ quá thì cũng nên giải thoát cho nhau. Đó là những cái mẫu chuyện mà em sưu tầm được trên hai cái mẫu chuyện nói là nếu mà vợ chồng mà thấy hạnh phúc nó không có trọn vẹn thì cũng nên mà ly hôn để tìm cái hạnh phúc đúng nghĩa với mình. Thì cũng như cái câu chuyện sau đó, còn cái câu chuyện trước thì lại phiên là nếu mà trước khi ly hôn thì phải suy nghĩ lại cái lúc mới bắt đầu. Đó là những cái mà tình tiết mình thấy nó cũng có cái gì đó làm cho cuộc sống mình nó có thêm màu mè màu dị tí xíu hả quý vị. Thì hôm nay Tám Cúc kể cho quý vị nghe hai cái mẫu chuyện với tám chuyện với quý vị chút xíu. Mong quý vị nghe những cái mẫu chuyện của Tám Cúc và cổ vũ cho em nghe quý vị bằng một cái like thích lên nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và còn chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để cổ vũ cho Tám Cúc có những cái mẫu chuyện hay gửi đến cho quý vị hàng ngày ha. Cảm ơn quý vị, Tám Cúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Em Kể Chuyện tiếp theo. Xin kính chào toàn thể quý vị.